Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Nhờ Đe, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với dự án iRobot Football Besto. Tham gia dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập với tài khoản Twitter Google. Ta sẽ ấn vào Collect Twitter để chúng ta kết nối Twitter với biểu mẫu Dribble Lab. Ấn vào ủy quyền ứng dụng. Ok, chúng ta đã liên kết thành công. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là follow Twitter của dự án. Chúng ta ấn vào nút follow. Sau khi ấn nút follow, chúng ta trở lại chúng ta nút follow. Ấn vào đây tiếp tục, ấn vào phần tweet. Và chúng ta sẽ chia sẻ bài đăng này và chúng ta nút follow. Tiếp theo các bạn join vào group Telegram. Join tiếp một kênh Telegram nữa. Visit website. Đây chính là trang chủ của dự án anh em nhé. Tiếp theo follow. Follow kênh Twitter của nguồn liên kết, chúng ta vào nút follow. Retweet tweet, chúng ta nút retweet. Thì nói chung là đến phần retweet này các bạn cứ thấy cái nút retweet thì ấn thôi. Ngay luôn cho mình. Kéo dưới, chọn Paris. Retweet và test 3 người. Thì đối với cái phần này anh em không test được đâu anh em ạ. Test người dùng nó sẽ không nhận nhiệm vụ. Vì thế anh em chỉ cần retweet và sau đó nút Paris thôi. Join tiếp vào kênh Telegram Channel. Ở đây mình đã join từ trước rồi. Join thêm group Telegram. Mình cũng đã join trước đây rồi anh em nhé. Visit website. Rồi đối với phần địa chỉ ví BSC, các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó các bạn quay trở lại các bạn paste vào. Nộp. Hoàn tất quy trình đăng ký. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chuyện iRob của dự án Football Besto. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo.